lạnh quá. Con đừng nhiều lắm rồi chứ gì. Hello Sùng, mấy ngày không gặp rồi. Em thấy là có cả vợ, có cả chồng. Nó còn dễ hơn đúng không? Không dễ nữa. Nên lúc đấy sợ là đi qua cái đường ngô này người ta lại không cho đi qua. Lo lắng không? Cái này là em cũng hơi lo đấy. Thế. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Các bác thân mến, hiện tại thì hai chị em đang có mặt tại nền nhà của em Sùng các bác ạ. Như các bác không biết rồi, ở video trước thì mấy chị em đi hỏi đường điện và đường đi lại các bác. Thì không biết là đường đi lại có được đi không? Đường đi lại thì chị ở trên này vẫn cho đi qua nương ngô nhưng mà không được cho xe đi vào nên là chỉ người điệu qua thôi các bác ạ. Đấy, thì bởi vì là như ở những video trước ấy, anh em lên trên này chia sẻ cũng có nói rồi là người ta chỉ cho là đi bộ đi lại thôi chứ không có cho đường đi xe các bác. Bởi vì là thứ nhất là nhà em Sùng là chuyển từ chỗ khác về đến đây ấy các bác, và cũng chẳng biết là do bà con nghiên tị hay như thế nào cho nên là bà con cũng không cho. Còn có một vấn đề nữa các bác cũng có thắc mắc rất nhiều ở trên video ấy, là bảo là em Giang tự ái thế này thế kia, nhưng mà không phải đâu các bác. Trong một thời gian vừa rồi thì ở bên nhà có một số công việc và một số công việc ở nhà nữa, như bên fanpage ấy các bác, còn có một số công việc là chưa giải quyết xong, vậy nên là em Giang còn phải đi cùng anh Huân đi giải quyết công việc ở bên đó, cho nên là không có đi làm được, chứ không phải là vì các bác đóng góp ý kiến nên là em không đi đâu các bác. Rất là mong các bác thông cảm, em Giang luôn luôn đón nhận những ý kiến đóng góp từ các bác, và từ những đóng góp ý kiến đấy thì em Giang sẽ hoàn thiện bản thân hơn và sẽ cố gắng đi giúp bà con hơn, chứ không phải là vì giận các bác hoặc là giận bà con ở trên này mà em Giang không đi lên trên bản được các bác nhá. Rất là mong quý các bác anh chị thông cảm, và như video này thì là anh em sẽ đi cùng Sùng đi hộ nhà anh chủ đất để vun ngô các bác ạ. Như các bác cũng đã biết rồi, với lại cái ngô này thì cũng không phải là hẳn là hộ nhà anh chủ đất đâu, mà là vừa rồi nói chuyện ấy thì cũng có bảo rồi là ngô này sẽ là của em Sùng đấy, thì cái này thì tùy em Sùng thôi. Sau này ví dụ như em Sùng thu thì có thể là sẽ cho lại chủ đất một nửa và em Sùng thì lấy một nửa. Còn bây giờ thì xin mời các bác anh chị và mọi người cùng theo dõi video các bác nhá. Đấy, vợ chồng em Sùng thì đi chiếc rồi các bác. Đấy, kia rồi. Chỉ biết là nhà còn cái cuốc nào không? Ây da. Đi xuống bên kia xem, nếu mà có thì tôi Sùng lên lấy. Thời tiết ở trên này thì vẫn đang lạnh các bác. Nhưng mà lúc sáng đi từ dưới thị trấn lên ấy là dưới kia nắng, vậy nên là còn mặc quần đùi nữa, lên trên này thì lạnh quá. Con đừng nhiều lắm rồi chứ gì. Hello Sùng, mấy ngày không gặp rồi. Hả, mấy ngày không gặp anh rồi? Một tuần nay không gặp anh Giang có buồn không? Có ạ. Dậu. Dậu ơi. Chào anh chị ạ. Nhớ Sùng. Còn cuốc không? Để anh hộ. Hôm nay là hai vợ chồng có mai. Dậu một mình làm khỏe phết nhỉ. Ô thế không còn cái cuốc nào à? Hôm nay thế... hai vợ chồng hay ngựa thì là hay xuống. Thế anh đứng nhìn nhá. Đâu. Anh cũng muốn hộ em lắm ấy, nhưng mà tại vì không có cuốc rồi. Thế bây giờ là ngô này là hai vợ chồng em vun như thế này thì sau này lấy mỗi người một nửa à? Không, là ý là em chủ đất cho hai vợ chồng nhiều và cũng giúp đỡ nhiều, thì bây giờ thì em chủ đất thì cũng có một tí việc thì hai vợ chồng cũng mua hộ để trả công. À, có nghĩa là ông vừa rồi chủ đất ra đây hộ xong là bây giờ là cái chỗ này cũng xa nhà của chủ đất đấy các bác, vậy nên là em Sùng em Dậu là hộ anh chủ đất để vun luôn. Không bón cái gì à ngô này? Hình như là đã bỏ phân rồi. Bón từ trước rồi à? Vâng. Nhưng mà hình như là vừa rồi anh em mình thống nhất là cũng bảo là cái ngô này là cho em lấy mà, thế em không lấy à? Nhưng mà em chủ đất bảo là báo nguyện đất thôi để nạp sau tinh tác sau. À, thế lại nói chuyện lại đúng không? Đúng rồi. Bà lấy gì à bà? Lấy cái gì?
Con đòi lấy cái gì? Con lấy cái gì cho nó đi. Lấy cho nó đi, không nó lại gào lên bây giờ lại mất công nha. Tí nó khóc lại mất việc ra. Nói chung là năm nay nếu mà anh chủ đất bảo là không cho ngô, không lấy ngô này cho hai đứa được thì cũng được thôi. Tại vì là năm nay thì anh cũng mất công, mất tiền để mà mua giống, xong là làm các thứ ấy, làm nương các thứ ấy. Vâng. Thì bây giờ em là cái nền nhà của em cũng nhổ hết rất là nhiều ngô của em chủ đất bây giờ. em chủ đất thì không bảo là em là hết bao nhiêu thì bây giờ em dạo bao nhiêu ấy. Thì bây giờ thì em cũng không có tiền thì em cũng không biết họ làm gì nữa. Thôi cứ từ từ, cái này không sao, xong đi làm về thì nói chung là nếu mà chủ đất nó sùng, nó mà súng là tính kiểu đấy thì em cứ bảo hỏi em xem hết bao nhiêu, xong là sau này mình xả cũng được mà. Vâng, ta tầm 2-3 triệu đấy. Ừ. Tại vì là ở đây nếu mà hai đứa mà lấy thì nó ở gần nhà, hiểu không? Vâng. Mình thu hoạch nó cũng dễ. Vâng. Sùng thử cho anh Quốc một tí nào. Vâng. Anh lo lắng không có rồi. Đây anh thử Quốc một tí nào. Ui lo lắm anh không có rồi cái này. Vâng. Từ trước rồi, mấy năm nay rồi. Dạ. Cái gì nhỉ? Mệt là cái gì nhỉ? Mệt là lì. Lì, lì. Lì chi lì à. Lì chi lì à, dồ. Lì. Lì à. Làm cả buổi thì lì là đúng rồi, giờ cũng đâu giờ chiều rồi, đây cũng giờ chiều rồi. Giang có biết làm đâu mà. Ui, có chứ. Đúng rồi, sùng nhổ cỏ đi. Yển nhổ cỏ đi con người đấy. Làm rồi, mỗi người một việc. Thế bây giờ anh hộ sùng đi, hộ chủ đất như thế này tối cho có cho anh ăn cơm à? Thì có, nhưng mà hôm nay là em không gì để các nguyên cơ. Không, anh ăn rau cải được mà. Dạ. Anh kiểu giờ này ở nhà ấy các bác. Khá nhất là cái món rau cải leo ấy. Kiểu giờ này ở nhà nhiều thì cũng nhớ bà con lắm các bác ạ. Vậy nên là hôm nay thì lên cũng muộn ấy. Thôi cố lên trên nhà em sùng. Xong là còn một số công việc của nhà em cấy nữa. Cấy thì hiện tại thì bé Tung đang ốm và đưa xuống bệnh viện rồi các bác. Đúng là công nhận là một mình làm như kiểu là vừa làm bố vừa làm mẹ nó kiểu ấy lắm nhỉ. Như Yển thì cũng biết rồi, được làm mẹ rồi thì đã khó rồi mà bây giờ còn vừa làm bố vừa làm mẹ luôn. Em cảm thấy là hai vợ chồng là có cả vợ có cả chồng có gì. Nó còn dễ hơn đúng không? Không dễ nữa. Là có xe như em cần cũng không có vợ nhưng mà có cái xe là nó sẽ đỡ hơn chứ. Nhưng mà thật ra là cũng như nhau nhỉ. Như nhau thôi không, nhưng mà em thì ví dụ như em đúng không? Bây giờ em đủ cả vợ, cả vợ em đúng không? Có cả vợ nhưng mà cái là có gì đâu. Có một mình, bây giờ con ốm thì đàn ông con trai nữa thì chẳng biết là như thế nào. Chung là đôi khi thì nó phải có cả vợ, cả chồng thì nó mới dễ dàng được. Còn chưa bây giờ và một mình con cái thì thật sự là gánh vác tất cả mọi thứ như thế thì nó cũng không ha. Em ấy thì không than vãn gì đâu, nhưng mà mình nghĩ có cho em cũng khổ chứ đúng không? Đấy, chỉ mong sao là em Hoa với em cái nên duyên để về cùng nhau chăm sóc bé Tung thôi. Nhưng mà nếu mà hai đứa mà lấy nhau thì Sùng có vui thay cho cái không? Em có. Đấy. Sùng thì không đi làm phù rể được rồi nhỉ. Bây giờ có vợ có con rồi thì không đi làm phù rể, không được phép đi làm phù rể sao đâu mà nhỉ, đúng không? Đúng rồi. Chỉ có trai tân như anh mới đi làm phù rể được thôi. Theo Sùng thì anh Giang có phải là trai tân nữa không? Anh có vợ rồi. Thì anh nói nhiều là về anh chị xa lại nói nhiều đấy.
Nhưng mà cái này không sao, là anh đi làm phải có chuyên vui thì làm cảm thấy... Làm mới không mệt à? Không mệt. Ừ. Không lâu thời gian thì không. Ôi nhưng mà hôm vừa rồi anh thấy là mấy anh em là mổ gà các thứ ăn mà không thấy gọi cho anh nhỉ. Đúng không? Hôm vừa rồi làm xong nền nhà ấy. Lúc đấy thì em cũng... Mấy đứa vẫn còn làm lâu dài chứ mà. Thế là Sùng là nghe ra phải nhờ anh Quyền là gọi điện cho anh rồi, nhưng mà Sùng chẳng thấy gọi cho anh. Nhưng mà ở trên này không có sóng à anh? Không biết là bé Tùng ốm như thế nào rồi các bác ạ. Hôm nay thì có anh Huân đi vào viện cùng với hai bố con. Tại vì là nếu mà mấy anh em trong team đi ấy, các bác không phải là tự đích thân anh Huân đi ấy, thì là đi vào trong đấy người ta không có cho ghi hình các bác ạ. Lần trước thì em dậu ốm, thời gian đấy thì anh Huân đang có việc để mà đi ấy, thì đi vào trong đấy chúng em cũng có xin bác sĩ ở trong đấy là ghi hình nhưng mà họ không cho. Nên là sáng nay anh Huân tự đích thân đưa hai bố con đi khám, xong là nếu mà được thì ghi hình ở trong đấy để mà chia sẻ cho các bác cùng theo dõi. Tại vì đấy là anh em đi là đi nhiều người quá các bác, đi đông người quá. Đi như ở Côn Nguyên ấy. Vậy nên là không có được ghi hình. Bây giờ anh Huân chỉ đi một mình anh đi được. Nên là cũng được ghi hình ấy. Em cái con nó bị bệnh thì lâu rồi hay sao rồi. Không biết được, bảo là cái nhiễu nhưng là cứ khóc rồi. Tại vì hôm kia anh chị lên ấy, thấy con của anh cái hôm mà mấy ngày mình đi vào hộ hai bố con em cấy làm cái bếp ấy xuống thì vẫn thấy con bình thường mà. Thế thì em thì hôm qua mới đi nhưng mà cảm thấy như con vẫn chạy nước bị nhiều thì... Ừ đúng rồi, con của cái bị kiểu chảy nước miếng nhiều lắm. Đúng rồi. Cứ như kiểu là chảy nước miếng. Chảy nước ai chứ không phải chảy nước mì nhá. Sụp nhá. Nước mì ạ. Nước mì. Cái đấy tiếng Mông gọi là gì ạ? Cái sung. Là con giò. Là con giò. Không hiểu luôn. Còn em cái là em ngày nay là em làm nền nhà em chỉ có thời gian đi xa nên là em cái. Cái dạo này cái rảnh hơn thì sáng nay cái xuống cái đưa con xuống cái bảo là hôm qua hôm kia này cái đi tìm được một tổ ong khoái đây, chẳng biết hôm nào anh em mình lấy. Thì khi nào chắc em cái tìm được rồi không phải đi đâu. Đi không, mình chỉ mất đi một lúc thôi mà. Bởi vì là còn mình không đi thì sợ là nó bay đi hoặc là có người khác lấy. Ôi nhưng mà ngô này là vun đợt 1 hay đợt 2 rồi? Đợt 1 thôi. Đấy là triệu chứng của những người không bao giờ ở nhà làm nông. Ui, không được ở nhà ấy chứ. Xong là anh chị thì là chồng với lên tên này thì anh chị cũng không phải là không làm, muốn làm không có thời gian để làm. Không phải đâu, những năm mà anh chưa lên trên này anh giúp bà con ấy thì ở nhà thì nói chung là cũng không có nương để làm ấy. Nương thì hầu như là toàn là để cho nhà chú để làm rồi nên là không có làm. Hồi bé còn đi thôi chứ phải lớn được không đi nữa đâu. Nào cũng được cùng Sùng đi đi kiểu cò ngô như này nhỉ. Là trước mà em ở đây ở trên nhà. Luni ni ni tha ni nô tha Luni nhìn lên đi. Lên đây bác sang cho kẹo kìa. Nhìn lên. Con về ăn kẹo nha. Em có thử tí à? Không. Cho mỗi người thử một tí. Cô thử tí cho mình. Từ mấy ngày này nhà bí hết rồi, bí hết người rồi các bác. Nghĩa là muốn đi giúp bà con. Nhưng mà do là công việc nó chưa ổn ấy, vậy nên là chưa có đi được. Hôm nay thì công việc nó ổn rồi thì bắt đầu đi từ hôm nay thôi các bác.
Mưa như thế này tính ra cút sướng mà. Đúng. Còn các bác thắc mắc rất nhiều là tại sao mà đến bây giờ mà vẫn chưa làm nhà em cấy ấy, thì hôm nọ anh Huân cũng đã nói rồi các bác, là do đội thợ đang làm cho nhà của ba cháu nhỏ mồ côi ở trên Mèo Vạc ấy, thì như các bác cũng biết mà, thời tiết dạo này ở trên này thì toàn mưa, không anh em không thể hoàn thiện được ở trên kia, vậy nên là thợ cũng chưa có xuống. Và bao giờ mà anh em thợ mà làm xong trên kia rồi thì sẽ bắt đầu xuống dưới này để làm nhà của em cấy luôn. Nhà em cấy hiện tại thì hôm nọ anh em thợ cũng đi vào rồi và cũng có lên trên kia đo đạc và xem hết rồi, nhưng mà tại vì là mưa ấy các bác, hôm nay thì lúc buổi sáng ở trên này thì vẫn mưa to các bác ạ, nhưng mà buổi chiều nay thì mưa bắt đầu ngắt rồi thì anh em mới lên trên này được. Đấy, còn anh em thợ thì chắc là ngày mai ngày kia này, hôm nào nắng thì anh em thợ sẽ bắt đầu vào làm thôi. Các bác cũng biết rồi, mấy hôm nay ở trên này thì thời tiết ở trên vùng cao nguyên đá này các bác thì nó không có quy định lần lượt là bao giờ nắng bao giờ mưa cả, nó rất là thất thường, vậy nên là hôm nào nắng thì anh em sẽ tranh thủ đi vào để làm thôi. Bây giờ mưa thì cũng có thể làm được thôi, nhưng mà sợ là nó không chắc thôi ấy các bác. Bây giờ là chỉ mong muốn là thời tiết ủng hộ để vào đi vào nhà hai bé mồ côi nữa các bác. Còn nhà hai em xính xử thì thật sự là nó mưa thì mưa một hôm thôi, nó phải mất một hai tuần thì xe vật liệu mới đi vào được, vậy nên là nó rất là khó khăn ở trong cái khâu vật liệu đó. Bây giờ thì nói chung là nhà thì dỡ rồi và nền nhà thì cũng mưa cũng không có lên san được các bác. Phải thật sự nói với các bác là không thể san được luôn, bởi vì là cái chỗ mà em hai anh em mồ côi với lại chỗ của Sùng ở hiện tại bây giờ ấy các bác, nó là khác huyện chứ không phải là cùng một huyện, vậy nên là ở bên nhà hai anh em mồ côi ấy, mưa rất là nhiều luôn, bên kia thì mưa hơn bên này. Bên kia là thật tiếp với nhau, nhưng mà bên này là nó có đường bê tông ấy. Bên kia là đường bê tông nó không có đường bê tông, bên kia có một đoạn là đất ấy. Ui hỏi một đoạn đâu, cái đoạn đấy đi, úi trời ơi, nhảy xuống đi rồi mà. Để đi rồi. Hơn 40 cây đường đất à nhỉ? Tầm khoảng hơn 20 cây đấy. Ây da, nên nhà của Sùng rộng phết đấy nhỉ, anh không lên mấy hôm nay. Thì nhà của em chiều rộng và nhìn 4 mét, và chiều sau là 3 đến 2 mét. Nào, đi xuống đây bác cho no tha này. Úi. No tha. Xin nhở, hai tay đầu sâu sấy. Sâu sấy. Nào, bỏ cái vây xuống. Xe hai tay đi. Giơ hai tay như này nhỉ. Hai tay. Xòe nó ra chứ úp như này bác cho kiểu gì. này ăn đi. Tí một tí nữa mà nhiều nữa thì lại cho thêm một con nữa nhá. Bây giờ cứ ăn hết đi. No mà. Nào không nghịch kiểu này, nào nghịch kiểu này tí bác không cho nữa đâu. Đấy no. Đấy. Anh em đi vào trong xóm thì luôn luôn là phải có một túi kẹo như thế này để trong túi áo như thế này các bác. Để lúc nào mà có trẻ con là phải chia cho trẻ con. Nhìn thấy con Sùng mà nhớ con chị quá thì mất rồi. Đúng rồi, nhớ thằng Chiến. Nhớ lắm luôn. Là co là mình đẻ rồi, mình phải nhớ. Sùng là các bác gửi mũ này cho à? Vâng. Đẹp nhỉ. Đấy, nắng như thế này đi đội mũ. Theo em là co em là em cũng đi làm, nhưng mà em đi làm tần một buổi thế kia em lại cả thấy cũng nhớ. Con của chị ở nhà nó không phơi nắng được tí nào đâu Sùng ạ. Nó đi làm cô ông bá đi trời nắng trời râm râm như này thôi, nó ra một lúc nó chơi chán, nó bảo là nóng quá, xong là nó trốn ông bà nó đi về trước rồi. Nó không chịu. Con em thì vẫn nó không chịu ở trên nương đâu. Thì người trên vùng cao này thì đôi khi là 2-3 tháng là đi phơi nám, có cái con như là phơi nám đi. Khi đi làm đâu thì cũng điều con đi là nó
Lúc mưa thì cũng mưa, nhưng mà lúc nắng thì vẫn nắng. Đợt vừa rồi mà anh em đi về bên quê có việc. Thế chị không phải người vùng cao à? Chị làm nhưng mà chị là sẽ là nó sẽ xa hơn như nhà em ấy. Ừ, nó sang hơn kiểu gì, làm nó sang hơn là kiểu gì hả Sung hả? Là nhà anh chị chắc là cũng xa hơn nhà em. Đó là ở thành phố. Ui. Ôi. Thế Sùng không được xem nhà chị rồi. Được xem rồi nhưng mà em chỉ nói chơi trêu đùa để em. Chị còn... ở thành phố thì giờ chị không ra đây vun ngô với em nữa đâu. Còn các bác còn một vấn đề nữa các bác nói rất nhiều ở trên video, đó là nhà anh Quyền với chị Yển ấy thì cũng có một số bác nói thôi. Và hôm vừa rồi thì em Giang có nghe được một cuộc điện thoại ấy, là trong thời gian em Giang ở nhà giải quyết công việc ấy, thì em Giang có nghe điện thoại của các bác là có một bác có gọi điện và là anh em trục team lợi dụng để lấy hình ảnh để đi quay phim ghi hình ở bên nhà chị Yển với anh Quyền để đăng lên để lừa đảo. Nhưng mà thật sự với các bác là có gì thì bọn em quay và chia sẻ như thế thôi các bác. Thật sự đấy là nhà của hai vợ chồng, bởi vì là hai vợ chồng chị Yển thì cũng vừa mới tách ra ở riêng ấy, nên là cũng không có làm nhà được, chỉ làm một cái nhà đấy để làm trang trại các thứ ở dưới đó thôi các bác. Và như anh Huân cũng đã nói rồi là các bác thắc mắc về cuộc sống của hai vợ chồng thì đi ghi hình cho các bác cùng xem cùng biết thôi, chứ không có mục đích gọi là kêu gọi hay là hỗ trợ gì đó, bởi vì là bản thân của mấy anh chị em ở trong team đã là đi giúp người bà con ở trên vùng cao nguyên đá này rồi, cho nên là anh em trong team sẽ không có nhận bất kỳ một khoản hỗ trợ nào từ các bác cho riêng bản thân mình cả các bác ạ. Vậy nên là rất là mong quý các bác anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho hai vợ chồng anh Quyền và chị Yển. Sắp hết rồi đấy. Sắp hết rồi. Nhanh lên cố lên nốt trên kia đi, xong là về nó cơm ăn đi. Anh đói lắm rồi Sung ạ. Hôm nọ làm xong nền nhà đã không mời anh rồi, hôm nay mà không mời cơm nữa thì chị ăn nhá. Dậu. Ưa. U mò. Được không? Hả? Được không? Tao chi tao hả? Tao chi tao. Tao. Em dạo thì không có giao tiếp được bằng tiếng phổ thông, nên là rất là khó. Nhưng các bác cũng bảo là em dạo là không thích anh em lên trên này các bác, thì thật sự ra là không phải đâu các bác, bởi vì là em dạo là không nói được tiếng phổ thông thôi. Nếu em dạo mà nói được tiếng phổ thông thì có thể là giao tiếp nó sẽ dễ hơn và anh em thì nói chuyện được với nhau thì nó sẽ khác. À, bò dép rồi à? Chân trắng thế nhỉ? Yển là giờ là chân trắng nhất rồi đấy nhỉ, chưa thấy đen thế nào cả, lên được 2-3 tháng rồi. Trắng làm sao trắng bằng Sùng được, Sùng trắng hơn kìa. Làm gì? Cái này anh đi được 1-2 tuần, ở đâu một đi được 2 năm giờ chân anh đen xỉ à? Cũng phải thôi, sau này là đi nhiều là chả đen. Hả? Là người con gái gian chân trắng, người con trai. Ui, không phải đâu em ạ. Ngày xưa anh ở dưới à. Ngày xưa anh cái thời anh đang đi học ấy, anh trắng như Yển luôn. Anh trắng như chị Yển à. Nhưng mà giờ thì không à. Lúc trước em có đi học em nó có tiếng con gái rồi, nhưng bây giờ em nó thế nào? Ra đây có một cái bể đây, cái bể đây hôm nọ là đào được cái kho vàng đi các bác. Đấy cái kho vàng nhà em Sùng này. Kho vàng nền nhà của Sùng đấy. Và có hai nguồn đúng không nhỉ? Cái nước này là có hai nguồn đúng không? Cái này là em kéo một nguồn vào thôi. Nhưng mà vẫn có nguồn đúng không? Vâng. Đầu kia này, cái đầu ở bên kia có một nguồn đầu kia thì nếu mà mưa về thì rất là nguy hiểm luôn. Và anh em sẽ không làm bể ở bên kia cả. Như vừa rồi có một bác gọi điện cho em Giang ấy thì bảo là sợ bị sạt đấy các bác. Thì không bị đâu các bác yên tâm ạ. Bởi vì là cái chỗ bể nước này là không phải làm đối chính diện với lại cái nền nhà, bây giờ làm lệch ra hết bên này rồi các bác, cho nên là không sao. Cái bể này nó sâu bằng này luôn à Sung ơi? Dạ. Nó cao như này luôn à? Vâng ạ. Thế là bể bằng này là đủ đấy nhỉ, đủ nước để làm nhà rồi đấy nhỉ? Bể này sắt đủ rồi, nhưng không đủ cũng không thiếu bao nhiêu đâu ạ anh. Nhưng mà nó còn thì mình còn tính còn nó từ bây giờ đến lúc làm nhà xong thì nó vẫn còn mưa thì mình có thể kéo thêm mà đúng không? Đúng rồi. Nói chung là nhà em Sùng thì ok rồi các bác, là
nước nuôi đầy đủ. Nhưng nhà em cấy thì hơi vất vả một tí. Hôm qua hôm kia này thì anh em vừa mới lên trên đó để làm cái bể như thế này cho dự trữ nước thôi. Ơi, nào lên đây để cho tiếp nào, khóc rồi đúng không? Hết chưa? Chưa. Là mẹ xa là lại nhíu. Thì con giờ kiểu nhóng nhéo như thế này thì Yển đi đừng khóc nhá, đừng nhớ Chiến quá mà khóc nhá. Thằng cu đó thì cứ mỗi lần anh em đi về đi qua ấy, các bác như Yển không về được ấy thì anh em đi qua thì mang quà thì mang đồ thì sang cho, thì thật sự là nó nhìn thấy mấy anh em đi qua vào nhà ấy, mọi hồn đi lên mà kiểu mà không ví dụ như lúc mà mình đi về các bác mà nó không ở nhà ấy là như thế nào mà về mình không chào nó để xin phép nó đi về ấy, thì lần sau mình đi vào nhà nó là nó không chào đâu. Con của Yển ấy kể cả như Yển này cũng thế rồi, chắc là đi về ví dụ như mà trốn nó lên trên này là hôm sau gọi điện như rằng là nó không nói chuyện cùng, đúng không? Nó phải được tầm khoảng 3-4 hôm các bác ạ. Không hiểu sao nữa, thằng con có em ấy kiểu là vứt ở với ông bà ấy nên là đâm ra là dỗi hay là như nào ấy. Ồ, mắc kẹo vào răng rồi. Kẹo mắc vào răng. Nào tay bẩn đâu, nào nào tay bẩn như thế này. Mắc vào răng à? Dậu cho dậu đi rửa tay xong là dậu rửa tay đi cho con đi, cho mùa mua đi rửa tay nhá, nhớ là rửa tay xong mới bắt đầu được mò mò nhá, không nhiễm trùng ấy, bẩn tay bẩn như kia. Thôi đừng có mãi lên trên này quá, bởi vì là sau này mình cũng lấy đến trên này đâu, xuống chỉ đến đó thôi. Nào xuống cái này để xem cái nền nhà một tí nào, xuống nốt cái chỗ đây đi, xong xuống xem cái nền nhà một tí. Nền nhà phải kè từ dưới kia lên không nhỉ? Lâu lâu luyện cơ một tí các bác ạ. Không mấy hôm nay họ chị mệt chưa? Không chị buôn hết cái mì ngô này vẫn được. Cái cỏ này nó mọc lên nó tốt lắm nhỉ, xuống nhỉ? Sau này làm ví dụ như bây giờ mà không bổ hết dưới nó ra thì đến đây thôi, đừng ấy quá sau này, bởi vì bây giờ nếu mình tính là mình ấy cơ. Đôi dép đâu ấy? Ôi, tầm giờ em sùng là tầm giờ này mà thấy nhìn thấy mặt trời các bác kìa, nhìn thấy có hoàng hôn nó xuống kìa. Đấy, nhìn view nó rất là đẹp. Nhìn đi kiểu này như kiểu là mình ở gần trời lắm ấy nhỉ, mình đang ở sát dưới mặt thế mặt trời luôn ấy nhỉ, xuống nhỉ. Nhìn có thích không hả? Xuống cái này ở có thích không? Nhà kia chắc có lợn to lắm á. Không, như bà con ở trên này có một số nhà là nuôi lợn bản này to lắm các bác. Có nhà còn lên tới 100-200 cân quá nhỉ. Có nhà nào nuôi được 200 cân không? Dạ. Bảo có nhà nào nuôi được lợn 200 cân không? Không, 200 cân thì cũng có đâu. Không có 100-200. Như nhà anh mẹ anh nuôi là gần được 200 cân ấy. À. Ui, nhìn từ trên xuống nhìn hè mà đến xuống cái này nhìn rộng ấy nhỉ? Ở dưới này vẫn rộng. Ô, nhưng mà cái chỗ này là hình như là hôm vừa rồi là đào ngày cuối là trời mưa đúng không? Đúng rồi. Thế nên là nó mới đất như thế này. Ui, nhưng mà chỗ này chắc phải san quá. Nên em san lại à? Ý của em là không cần phải san. Nhưng mà đúng rồi, bởi vì nhà em là làm nhà này. Mưa thì cái này đất nó sẽ để tạm đi là lúc đấy là nó sẽ bằng. Nhưng mà cái phần nền nhà của em Sùng ấy thì có nhiều cô bác thắc mắc là tại sao lại đổ cái chỗ này cao hơn ấy các bác, thì cái phần này là đất mượn các bác ạ, thì em Sùng bảo là để cho bà con đổ lên cao một tí để mấy nứa mà nó bắt đầu trời mưa bắt đầu sập xuống ấy thì là cái này bắt đầu sập xuống nó mới bằng được cái nền nhà, thì đến lúc đấy là không cần phải cho đất vào thêm cái phần này ấy các bác. Nếu là không để cao như này thì sau này ấy, thì mưa nhiều thì chỗ này sẽ nó dốc xuống, sụp nó xuống, xuống nó sẽ dốc thì lúc đấy khó, nhưng mà bây giờ thì mình cho lên cao thì lúc đấy thì đất sau này nó sẽ sập xuống lúc đấy là bằng. Vừa nó vừa mới bằng từ kia xuống thì đến lúc đấy là hai vợ chồng em không phải là lấy đất về lấp thêm rồi. Nói chung là nếu mà như thế này thì không phải kè lại, không phải kè từ dưới chân này lên nữa. Tại vì là cái phần mà cho cái mô đất cao cao này hơn ấy các bác, toàn là đất mượn thôi ạ. Và cái
thiết kế nhà của em Sùng có lẽ là sẽ là một cái mẫu nhà gọi là khác nhất từ ngày trước đến thời điểm hiện tại anh em đi giúp bà con ở trên này. Thì nó sẽ là nhà khác nhất đấy. Và hiện tại thì anh em không thể lộ được cái thông tin đó cho các bác được. Và có thể là bây giờ mà chuẩn bị vật liệu nó đi vào trong này hết ấy, bây giờ bắt đầu đào móng thì các bác sẽ hình dung ra được ngôi nhà của em Sùng thế là một ngôi nhà khác như thế nào các bác. Bởi vì là anh em sẽ lên, anh em đã lên cái dự toán, gọi là lên bản thiết kế cho nhà của em Sùng rồi. Đấy, nói chung là sẽ là một kiểu nhà khác và một mẫu nhà cũng khác luôn. Đấy. Ngay cả chị còn không được xem cái nhà em ấy. Có khi là bây giờ em thật ra bất ngờ là em có sau này làm sẽ, em cảm thấy là nếu là anh giáo dí như thế này sau này làm sẽ rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ nhá, anh chỉ tiết lộ luôn là bây giờ là nhà em với nhà cấy là sau này là gọi là nhà đẹp nhất bản luôn. Đấy. Hai nhà đẹp nhất bản luôn. Thế là em rất là vui. Nhưng mà cái phần vừa rồi này cái phần tản ly như thế này thì không để cho bà con đào ấy một tí, nhưng mà chắc vẫn phải sửa lại đấy Sùng ạ. Vẫn phải sửa lại một tí. Bây giờ cái này thì nó dốc quá. Dốc quá. Hôm vừa rồi cũng bảo bà con rồi các bác. Trên này xuống một tí. Hôm vừa rồi thì cũng có bảo bà con nhưng mà chẳng biết là bà con thì ở trên này thì các bác cũng biết mà mấy anh em không có giao tiếp được cái tiếng đồng bào ở trên này ấy, vậy nên là cũng hơi khó một tí. Nói chung là nó cũng không dốc quá đâu các bác, nó vẫn có thoải thoải này. Nói chung là không sao. Ở như này cũng được. Em chỉ cuốc ở trên đầu trên kia một tí nữa thôi. Nhưng mà em vẫn cả. Bảo là vẫn cuốc ấy. Cuốc đi, vẫn phải cuốc đi. Tầng này để là 2 bậc. Ừ. Làm 2 bậc luôn được. Đúng rồi. Vẫn phải cuốc đấy, không cuốc là đất này thì toàn đá thối như thế này thì nó cũng không lo mấy, nhưng mà mình ở về sau, ở về lâu về dài mà, đúng không? Đúng rồi. Đấy, cho nên là vẫn phải cuốc. Đấy, hôm nọ cứ nói vào nhà cấy là có đá đấy, đây nhà em cũng thế đấy, xuống đến dưới này là cũng bị đây. Nhà nào không đến dưới mới bắt đầu có. Không, nhưng mà nó phải có đá như thế này thì nó mới được, nó mới chắc. Nó sẽ chắc cơ. Nhưng mà nhà Sùng như thế này cũng là toàn là đất ấy nhở. Đến bây giờ anh tính mà tính khu làm nhà nhá, thì cái nền nhà mình từ đến đâu là toàn là đất cứng hết chứ không có đất mượn à. Đất mượn là tít đầu kia đúng không? Làm bếp, nhà vệ sinh, các công trình phụ là làm ra bên này. Không. Làm bên này á. Bảo rồi bây giờ nó làm khác lắm, nó không như ngày xưa đâu. Nói chung là chị cũng không được nhìn thấy bản thiết kế, không biết là làm như nào luôn này. Nhà cấy cũng thế. Nhà cấy thì hôm nọ xem qua một tí rồi. Nhà cấy thì bây giờ đào móng thì sao không biết được, nhà cấy thì vẫn làm đấy, nhà như thế nhưng mà mái thái đúng không? Thế sau này nhà Sùng ấy làm một kiểu nhà khác luôn. Đấy, nhà em với nhà cấy thì gọi là nhà hai nhà đẹp nhất bản. Nên lúc đấy sợ là đi qua cái nương ngô này người ta lại không cho đi qua. Lo lắng không? Cái này là em cũng hơi lo đấy. Thế. Đến lúc có nhà đẹp và lại không có đường để vào nhà nữa thì chía, thế thì phải thuê một cái trực thăng ở trên kia đi xuống bên này nữa. Năm ngoái thì anh em làm nhà cho mấy hoàn cảnh ngày xưa ấy các bác, thì hầu như là toàn làm nhà to nhà rộng, nhưng mà đến cuối cùng là cái tiện nghi ở bên trong nó lại không đầy đủ, công năng sử dụng nó không có đầy đủ hết ấy. Cho nên là anh em năm nay anh em sẽ tính là rút gọn cái diện tích nó một chút và để anh em cân đối lại, rồi sau này còn có cái công năng sử dụng ở bên trong nó sẽ gọi là đầy đủ hơn. Thì là nhà thì cũng chỉ có hai vợ chồng thôi đúng không? Sau này kể cả mình tính đẻ con ra thì cũng chỉ hai đứa thôi. Đấy. Mình ở trên quê thì không cần phải làm nhà to quá đâu. Làm nó vừa đủ ở thôi. Làm to quá thì cũng là một căn nhà để đấy thôi, đúng không? Cũng là một căn nhà để ở. To thì cũng là một nhà để ở, mà làm bé cũng nhà để ở. Nên là theo chị thì cứ làm một cái vừa xong là ở bên trong nó đầy đủ hết mọi thứ. Như thế là cũng được rồi đúng không? Còn các bác còn thắc mắc rất nhiều là em Giang đã lấy vợ hay chưa? Và bao giờ thì mới quay nhà em Giang để cho các bác cũng biết. Thì như các bác cũng đã, có nhiều bác thì cũng biết rồi là em với anh Huân là hai anh em ruột mà các bác. Thì nếu mà các bác theo dõi anh Huân thì anh em cũng về nhà chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Là cái đợt mà về hai anh em đi về trường cũ để phát quần áo mà các bác gửi lên trước Tết cho ấy, thì em nhớ là cái video đó cũng có về nhà và quay phim ở nhà một đoạn đấy. Vậy nên là hai anh em ruột mà các bác, vậy nên là không có nhà anh nhà em đâu, hai anh em ở chung luôn. Còn vợ thì lấy rồi các bác, nhưng mà chưa cưới. Còn vợ thì vừa mới lấy thôi.
Em vừa mới có lấy vợ được đợt đầu năm này thì cũng chưa có cưới các bác. Thế này thì bao giờ mà chẳng biết là bao giờ mới cưới được. Bây giờ thì trước mắt là cứ đi giúp bà con trước đã. Vợ của em Giang thì không có được đi theo lên bản các bác ạ. Ở nhà làm tổng đài viên. Ở nhà nghe điện thoại các bác đó. Nếu mà các bác mà gọi điện mà gặp giọng nữ ấy, thì có thể là gặp vợ của em Giang hoặc là vợ của anh Huân. Bởi vì là hai chị em là ở nhà để nghe điện thoại tư vấn cho các bác. Lâu lâu thì cũng được gặp em Yển tí các bác ạ. Hôm nào mà đi làm ở sớm thì cũng được gặp em Yển để mà nói chuyện với các bác. Có hôm thì đi làm về sớm với các bác, còn có hôm thì đi về nhà đã là 9, 10 giờ, 11 giờ đêm cũng có. Tại vì là nói chung là ở trên bản ấy, có hôm thì cũng về sớm thôi các bác ạ. Nhưng mà do là đường đi lại xa quá ấy, nên là về đi sớm thì cũng về nhà cũng muộn rồi. Có hôm mà anh em bắt đầu xuất phát từ trong xóm về là 6 giờ tối đi. Mà anh em mà về đến nhà đến hôm nào mà mưa ấy các bác, thì thậm chí mà mưa thì về đến nhà là 9, 10 giờ đêm rồi. Còn trời nắng thì nó đỡ hơn một tí. Có hôm thì anh em 10 giờ bắt đầu từ trong xóm về thì về đến nhà nó cũng tầm 11 giờ, 12 giờ đó. Tầm 12 giờ, 10 giờ từ trên này về thì ít nhất 12 giờ là về đến nhà. Đấy là anh em còn đi nhanh rồi các bác. Đi nhanh hết tốc độ đấy. Chỉ là đi đêm thì lúc đấy đã không có xe ấy. Đấy, cho nên đi nhanh được. Còn xuống thì cố gắng để làm nhà xong thì đi làm cùng anh em ngố rừng xong là để cố đi tìm sản phẩm bán cho các bác, phục vụ cho các bác xong là mua xe một con để cho vợ ở nhà đi lại. Mình không cần mua xe thì gọi là xe 110 đâu mà. Ví dụ như xe quay mình không cần mua xe đấy, mình chỉ mua cái loại xe 50cc thôi bởi vì vợ em là không có bằng đúng không? Đấy. Nên mình mua xe đấy cho vợ em đi ở trong xóm. Nói chung là một người đi được xe đấy, còn đi đường bằng thì hai người vẫn đi được. Nhưng ngày xưa anh đi xe đấy thì anh đi học là anh cũng đi hai người mà. Là xe đấy là xe cho học sinh và xe cho người già. Thì nó không cân bằng. Có cần và nhưng mà có cũng không sao và không có cũng không có cũng không sao. Thì nói chung là nó dễ hơn ở cái đấy, cho vợ em đi xe đấy là hợp lý nhất. Và còn nhà em Sùng thì bây giờ đợi trời nắng một hai hôm nữa đó các bác ạ, để cho đường nó khô hẳn đi xong là vật liệu mới lên trên này được. Hôm nay lên thì cũng chỉ thông báo cho em Sùng là chuẩn bị cho vật liệu vào đấy, có xem là có nhờ được bà con không. Thì bà con thì đàn này là bà con rất là hết sức để giúp em rồi, thì chắc là vật liệu về thì cũng bạn đấy người có khi là hơn người nữa. Thế thì nhà em cũng làm như thế thôi, chắc là phải tổng hết được vật liệu nó lên đến hết trên này đi, xong là lúc đấy bắt đầu đào móng thì là nó sẽ hợp lý hơn. Thì mình cũng chỉ dồn được khoảng 2 hôm là vật liệu nó đi vào đấy nghe. Em đi nhờ bà con hàng xóm, thì bảo bà con hàng xóm cố gắng để cho vật liệu vào đến cái lỗ nền nhà, nó chỉ rơi vào khoảng 2 hôm như nhà cấy thôi. Có thể là 3 hôm đi bởi vì nhà em là xa hơn nhà cấy. Đấy. Thứ nhất là xa hơn một tí và cũng không có đường xe đi lại ấy, xin không được xin được nhà kia. Có thể là ở lâu thì sau này thì em có thể xin được, và hiện tại thời điểm hiện tại ấy, thứ nhất là em cũng là người mới đúng không? Và thứ hai là bà con ở trong này không biết bọn anh là ai cả, bởi vì là trên xóm này thì bọn anh chưa có lên bao giờ mà. Đó. Cho nên là có thể là bà con, bây giờ bà con có thể làm khó dễ cho em một tí. Nhưng mà sau này em ở lâu rồi, em đi hộ bà con nhiều rồi, đến lúc đấy thì là quen rồi ấy. Thì sẽ xin được đường. Cái đấy thì mong, rất là mong anh em ở trên này em đi giúp bà con nhiều và có thời gian thì giúp bà con, thì rồi sau này sẽ có đường đi lại thôi. Và em sẽ cố gắng để giúp bà con ở trên này để vườn lòng hay là biển lòng của anh bán co trên này. Chim em làm em về còn về bạn mới thì em sẽ cố gắng để biển lòng của nhà khách, thì em sẽ chắc sau này sẽ có được vào đến nhà. Nói chung là bây giờ ra bản mới rồi, đông người hơn rồi, đông nhà rồi, cố gắng bảo cho vợ em hòa mình vào chỗ đông người. Và sau đó lúc nào cũng phải cười tươi như này, cười tươi. Bây giờ là phải thay đổi cái cuộc sống của mình đi, bảo cho em dậu thay đổi nhiều vào, nói nhiều, cố gắng nói nhiều vào, cười nhiều vào, chứ không phải lúc nào cũng như ngày xưa nữa, đúng không? Và có làm được không? Có. Thì bây giờ vợ cũng cười nhiều mà. Nói
chung là dậu thì nó cười với em nói chứ bọn anh lên trên này thì kiểu không tiếp xúc được nhiều ấy. Chỉ nói hỏi đi đâu ấy, làm gì rồi thì cũng chỉ biết ứ à ứ ứ một hai câu thôi, chả biết nói gì nữa. Nói chung là kiểu là em dậu không nói được tiếng phổ thông thì nhiều khi em muốn nói nhiều với mình thì cũng không nói được, mà mấy anh em mình muốn nói nhiều với em thì em cũng không biết trả lời thế nào, thì đâm ra một hai câu là tụt hồn hết rồi, không có cái gì để nói nữa đâu. Nên là khó khăn là ở vấn đề đấy, nên là cố gắng dạy em nói được tiếng phổ thông ấy thì cố gắng làm sao để mà dạy vợ em nói nhiều vào. Tại vì là bây giờ trong cái thời gian làm nhà này thì anh chị cũng còn lên nhiều nữa. Đến sau khi mà hai vợ chồng em làm nhà xong cơ mà, chứ có phải là anh chị lên đây một hai ngày đâu đúng không? Anh chị lên như này có phiền không? Dạ không ạ. Nhưng mà không gặp anh được một tuần thì có thấy vui không? Em có thấy buồn là không? Anh tưởng là không có anh về trên này là phải vui, bởi vì anh trên này anh nói hơi nhiều. Điện thật thì anh em và chị thì hai anh em trên này là em cũng coi như là người mua nhà đấy. Người mua nhà đúng không? Không phải là coi như là người xa lạ. Thôi, bây giờ thì chuẩn bị có nhà rồi. Đấy, anh cũng chỉ lên hôm nay thông báo là chắc là từ khoảng ngày mai ngày kia này, nếu mà thời tiết nó cứ nắng, bắt đầu từ nắng từ chiều nay đi thì ngày mai nắng một ngày nữa, và có thể là ngày kia thì vật liệu nó sẽ bắt đầu vào. Hãy nhớ là phải đi huy động bà con nhé. Đúng rồi. Đấy. Trong cái thời gian chờ đợi trời nắng để mà chở vật liệu, nếu mà ngày mai mà trời như hôm nay ấy thì nhà hai em mồ côi bắt đầu là đào nền tiếp, thì nếu mà đi được thì cùng anh chị đi hộ nhé. Tại vì hôm nọ là em xính có ra hộ em đấy, còn nhớ không? Nó là xính cũng ra. Đang trong thời gian chờ đợi như thế thì em ở nhà cũng không làm gì đúng không? Thế thì cho vợ em ở nhà trông lán thôi. Nếu mà đi được thì ngày mai nếu mà trời nắng như trời tạnh ráo như hôm nay thì xuống dưới kia nhá, để cùng anh chị đi nhá. Thế. Nhà sùng thì nói chung là nhà sùng chẳng phải lấy củi gì đâu, bởi vì là cái chỗ mà đồi sâm mộc này các bác này, hôm vừa rồi thì chắc là chủ đất họ chặt cành đi à. Đó nên là có rất nhiều củi, bên không còn nhiều củi nữa đâu, không cần phải đi đâu nhặt sai. Còn nhà trên kia nhá, nhà trên kia thì anh cũng đã bảo rồi là kệ để đấy cho anh chủ đất đi, không phải đi phá nữa đâu. Đấy. Còn mỗi cái nhà đấy người ta cho mình mượn ở nhà đấy, mượn cái đất đấy ở được 2 3 năm rồi thôi. Nói chung là mình để nhà đấy cho anh ấy ở để anh ấy làm trang trại ở đấy luôn. Đấy, thì mấy hôm nữa mình đi chuyển bàn thờ mình về thôi. Vâng. Làm nhà mình xong thì mình chuyển bàn thờ mình về được. Chứ mình chỉ cần chuyển đúng bàn thờ. Và trong thời gian này thì em cứ lên trên kia lâu lâu thỉnh thoảng, ví dụ như mà buổi tối ấy thì hai vợ chồng có thể về trên đấy là tầm khoảng 30 phút để lên trên đấy đun củi. Đấy, không cần đun trong nhà, mình đun ở ngoài nhà đấy, nó có khói một tí là được rồi, bởi vì là mình cũng vứt không ở đấy thành nhà bỏ hoang ra, mình cũng đi được 2-3 tuần rồi. Không, trong thời gian làm nhà đây thì phải cố gắng đi lại, tại vì là ở trên đấy vẫn còn bàn thờ đấy. Không thể bỏ như thế được. Nếu mà không có bàn thờ thì mình không cần đi, còn bây giờ nó có bàn thờ thì có thờ có thiêng ấy, mình cũng phải tin một tí. Đấy. Nói chung là bàn thờ tổ tiên của mình thì mình không thể bỏ được. Đúng không? Đấy, cho nên là cứ một hai ngày hai vợ chồng lên trên đấy một chuyến. Này là... bởi vì là bây giờ chưa có vật liệu gì thì em cũng đi được. Vâng. Đấy. Thật ra là người mong trên này thì có bàn thờ rồi thì có cả cái vải là chiếc cửa cái kia là cả cái bếp như là quan trọng nhất trong người mong. Và cái này là thờ của ông bà đã có rồi thì bây giờ mình phải theo, không theo là sẽ không được. Không, có thờ có tiêng, nói chung là cái đấy là của tổ tiên mình thì mình không thể bỏ được. Như các bác ở dưới kia các bác cũng có rồi mà. Nhà anh đây, nhà anh cũng có bàn thờ tổ tiên mà. Nói chung là không tránh được à. Cái đấy là phải, nói chung là thờ tổ tiên của mình là phải có, là bắt buộc là phải có. Nhưng mà ví dụ như kiểu mê tín bảo đi làm cúng này thế kia là anh không tin đâu. Đấy, giờ này thì nắng đẹp rồi các bác, kia mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi. Đấy, hôm nay là được, hôm là nắng đẹp rồi đấy. Chỉ có buổi chiều nay mới nắng thôi các bác, có lúc buổi sáng là vẫn còn mưa to lắm ở trên này. Nắng như này. Phơi nắng. Bắt đầu thấy mặt trời là hôm nay là như này thì không biết là đêm nay có ấy không, có mưa nữa không ấy. Cầu mong là nếu mà mưa thì trong thời gian mà đang đợi nhà đội thợ với lại trời mưa vật liệu nó không vào được ấy thì mong nó nắng một hôm như thế này. Thứ nhất là trong chờ đợi, và thứ hai là anh em sẽ đi vào trong xóm, à đâu, đi vào trong rừng các bác, để đi khai thác nốt cái tổ ong mà hôm nọ em cấy đi tìm được kia. Như cấy nói thì có bảo tổ đấy thì chắc cũng được khoảng
dưới đó đó tầm 15 cân. Đấy, tầm 15 cân đó. Quyền Canada thì hiện tại thì đang ốm rồi. Còn thôi, bây giờ cho vắng mặt một lúc đã. Một tí nữa anh em tiếp tục ghi hình các bác ạ. Bây giờ thì đang ốm, vừa mới uống thuốc xong. Giờ này thì mưa nắng đứt tường, vậy nên là Yển cũng đang ốm và anh Quyền cũng đang ốm nữa. Nên là chiều nay lên trên này thì anh Quyền cũng có nói rồi, bảo là thôi em đi với anh một lúc. Đang ốm nữa, không phải cũng khổ thật, ốm mà kiểu là thay đổi thời tiết thất thường ấy. Hôm nắng hôm mưa, lúc nắng lúc mưa, không mà lạnh nữa, nên là đâm ra ốm dễ thời tiết như này. Cả hai vợ chồng ốm luôn. Em Giang thì trong thời gian đấy thì không đi đâu được, chỉ có ở nhà thôi, thì không dầm nắng dầm mưa thì cũng không có bị làm sao, rất là may mắn là không bị sao. Còn nếu mà bị sao thì ví dụ như ngày mai mà Quyền với lại chị Hiền mà sập phát là lại không ai đi vào trong xóm nữa các bác ạ. Thật ra chưa thì em cũng bị khó, không nói được này, nó cũng chả ra gì. Nói không ra gì á? Đúng rồi, nó không, ý là nó tiến thì cũng không ra tiến thôi. Chung là rộng cũng đấy, cái nền nhà của Sung là rộng rồi, thế là ok rồi Sung ạ. Anh tính làm nhà của em là, nói chung là nhà của em như thế này thì quá rộng luôn, đến lúc mà hai vợ chồng còn có ở sân cơ. Sân nó rộng thanh thang luôn đấy, bây giờ tính làm nhà của này ấy. Đấy, đến lúc mà nhà rộng lắm. Đấy các bạn ạ, như em cũng đã nói rồi là em rất cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đóng góp ý kiến cho em để em thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn. Trong thời gian tới thì em Giang sẽ tiếp tục đi vào trong xóm và giúp đỡ được những hoàn cảnh khác các bác nhá. Không phải là em tự ái để các bác không đóng góp ý kiến cho em đâu, bởi vì là do đặc thù công việc mà các bác, còn việc này việc kia nữa, việc gia đình nữa, vậy nên là em Giang không có thể đi được thôi, chứ không phải là vì em Giang tự ái những lời comment đóng góp ý kiến của các bác đâu ạ. Và cái thứ hai nữa là hôm nay anh em lên trên này thì cũng thông báo cho em Sùng là vật liệu sẽ đi vào trong này tầm 2-3 hôm nữa, và để cho anh Sùng đi nhờ được bà con thôi. Và có lẽ là em sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào các bác. Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã đến với cái gian hàng thiện nguyện của kênh A Huân TV cũng như là anh em Bú Rừng. Thì hôm nay Huân sẽ tiếp tục giới thiệu với các bác một số sản phẩm đang được bày bán ở trên kênh theo cái nhu cầu của các bác. Bởi vì là mong muốn là mua được những sản phẩm chất lượng nhất của bà con ở trên vùng cao này, thì em Huân cũng đã cung cấp ở trên kênh, đó là những sản phẩm ví dụ như chè san tuyết, rau mèo, rau đực, rau cái, mật ong hoa bạc hà, mật ong khoái hay là mật ong đá nữa. Đấy, thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ cho anh em. Và Huân sẽ gọi là mục sở thị pha cái cao artiso này để các bác cùng nắm được, bởi vì là một cái sản phẩm mà các bác rất là quan tâm, bởi vì là nó có cái công dụng là cái điều hòa huyết áp ấy các bác, và ngăn ngừa lão hóa da, giải độc gan, mát gan, rất là tốt cho cơ thể trong cái dịp mùa hè này. Thì cái cách pha thì cũng rất là đơn giản đấy các bác. Em muốn sử dụng cái dao mèo này thì được rèn bằng cái nhíp IFA nha các bác nhá, không phải là cái nhíp mà cái xe bây giờ đâu, là cái nhíp IFA. Đấy, vậy nên các bác chặt thái tất cả mọi cái rất là đơn giản luôn. Em muốn có hai mẫu là dao đực và dao cái, các bác có thể nhìn thấy đây, đây là mẫu dao đực này, còn đây là dao cái kèm vỏ bao, còn dao đực thì không, dao đực là chuyên chặt, còn dao cái thì là vừa thái vừa chặt các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng chặt thái mẻ, em Huân đề. Đấy, thì sẽ thái một chút cao để các bác cùng nắm được cái cách pha, bởi vì là cũng rất là nhiều các bác phản hồi trên kênh ấy là cái sản phẩm này rất là tốt, tuy nhiên là không có biết cách pha nó như thế nào cả. Thì qua cái chia sẻ thì các bác cũng để các bác cùng nắm được ấy. Đây, mỗi lần mình sẽ cắt một cái miếng rất là nhỏ nhỏ như thế này thôi các bác, tùy theo cái lưu lượng uống của mình nhá. Vậy nên là Huân mới chia sẻ là một miếng cao một lạng như thế này. Đây, một cái miếng cao một lạng các bác có thể sử dụng trong vòng khoảng từ 2 cho đến 3 tháng, mà nếu mà sử dụng ít có thể sử dụng đến 4 tháng, tuy nhiên là khuyến khích là 2 đến 3 tháng. Đấy, cho vào trong cốc và chúng ta sẽ cho cái nước nóng vào và cứ thế mà ngoáy lên mà uống được các bác. Đấy, và các bác nếu như mà cái thời gian, cái quỹ thời gian của mình ít ấy, thì các bác có thể là sẽ pha luôn vào trong cái phích hoặc là cái bình giữ nhiệt. Đấy, thì các bác sẽ uống cả ngày luôn, ngoáy để cho nó tan nhanh một chút các bác nhé. Đấy, và đặc biệt ở trên kênh có sản phẩm rất là tâm huyết của em Huân, đó là sản phẩm chè san tuyết của thụ mà gia đình em Huân đang hiện tại là đang tự khai thác
và những cái gốc chè cổ thụ đến hàng trăm năm rồi. Đấy, chè San Tuyết thì chắc chắn là các bác sẽ không hề lạ lẫm gì nữa rồi. Đây, còn sau khi mà mình ngoáy một chút ấy thì nó sẽ ngả cái màu mà nó hơi giống cái màu nước chè một chút các bác nhé. Và uống thì nó có vị hơi đắng nhẹ một chút, xong rồi nó sẽ ngọt ở cái đầu lưỡi, nên các bác yên tâm, nó rất là dễ uống. Đấy, chứ không hề khó uống một chút nào cả. Cái giá cả thì các bác có thể tham khảo qua hotline cũng như là trên website hoặc là bên fanpage Agon TV. Tại vì là chia sẻ cái giá lên trên này thì nó sẽ bị bên YouTube bóc tương tác, thì cũng rất là nhiều kênh mà mắc phải cái lỗi đấy rồi. Xin mời các bác dùng thử một ít cái cao atiso này nhé. Đấy, xin mời các bác. Đấy, nó có cái mùi rất là thơm nha các bác nhá. Nó có mùi thơm này, vị hơi đắng nhẹ, nhưng mà khoảng tầm 1-2 giây sau rồi nó ngọt ở cái đầu lưỡi ấy, thì nó rất là dễ uống. Và các bác mua hàng hay là bất kỳ có công việc gì, liên hệ qua với cả team của A Huân. Bản thân em Huân thì đi quay không ở nhà nhiều, thì sẽ có vợ và vợ của em Giang là sẽ chăm sóc khách hàng ấy, tức nghĩa là chốt đơn của các bác này, cũng như là sẽ nghe điện thoại những cái khoản ủng hộ các bác. Vậy nên là các bác yên tâm, là hai số điện thoại là 0382666822 và 0585232323 là hai số điện thoại chính, và có sử dụng cả Zalo và Viber của A Huân. Và đặc biệt thì các bác hãy lưu ý để tránh trường hợp là nhầm lẫn hay như nào đấy nha các bác nhé. Đấy, còn rất là mong các bác sẽ mua hàng ủng hộ cho các anh em, để anh em có thêm chi phí đi lại, cũng như là gọi là chi phí kinh phí để mà hỗ trợ cho bà con trong giai đoạn đầu, ví dụ như là đi tìm hoàn cảnh mới, thì anh em sẽ có cái kinh phí để mua quà, mua gạo vào những cái phần quà đầu tiên cho các hoàn cảnh đó, trong cái khoảng thời gian chờ đợi những khoản hỗ trợ của các cô chú anh chị mạnh thường quân. Còn bây giờ xin mời các bác cùng đón xem video ạ.